cận cảnh thu hoạch tổ tổ ống đan ống của Việt Nghệ nhé các bạn, được 8 tổ. Tổ to nhất theo băng nôi cầm điền ạ. Ai mua thì liên hệ nhá, nhưng không có về mình cấp đống nha. Toàn tổ bư nha các bác. Được 8 tổ. Như tiến hành mặc đồ vào để lấy nha các bác. Ổn ổn đấy không? Ở ngoài nữa à? Chẳng phải ổn đi không? Như tiến hành khai thác nha các bác. Không biết được mấy kg nhông đấy mà. Tầm hơn 2 tháng, 2 tháng rưỡi đấy nha các bác. Còn tổ này, hai tổ bên này còn nhỏ quá, lấy tổ này còn bé quá. Quả cây xoay nha các bạn. Quả này hơi lạ. Quả này ăn vô là cày. Ăn vô cày mồm luôn. Khá là đông. Nhưng mà quần áo vô chính chiến nha các bạn. Phát trực tiếp ấy. Để khai thác mấy tổ ống cũng phải nhé các bạn.
Chào bác.
nữa mà bao đó. Đụt chưa mày anh? Đụt chưa? Thành quả của việc nghiện nhé các bác. Ui cháu ấy tớ lu xó đi. Tâm là 4 đến 5 kg. Đây. Ông chủ đây ống đây, như đến thời thu hoạch đây nha các bác. Chú cha mà ơi, anh ơi. Tớ lu xó anh ơi, hắn cứ tự vong lên đi. Ừ. Lê. Ui cháu ui uống. Khá là mệt nha các bác. Con rất chi là nhiều luôn. Mẹ nó. Mẹ nó màu thật đấy chứ. Mẹ cho thả chuồn đá, chuồn nó thế, màu thật đấy chứ. Ông chùa đi nha các bạn. Quấn con khá là nhiều trong tổ nha các bạn. Dễ mân là món gì nhỉ? Có thể lấy 1-2 tư đánh chiếc cánh còn bao nhiêu? Đánh tiết cánh à? Đúng. Là sao là tránh? Tiết cánh là tránh. Sao là tránh như tiết cánh ăn ngóm của tôi? Cháu ui. Tâm à? Cháu ui. Sao là con làm thế? Nó khởi hết. Anh bảo đi. Cho chúa đi thôi như thế. Kiên chết rồi. Chết chúa tôi nhá. Dính hai phát nhé các bạn, kẹp luôn này, nó bị thấu này. Khá là đau nhé các bạn. Quấn đống quả này. Nó kẹp ở nách này. Nó chơi hai phát luôn. Khá là đau nhé các bạn. Này, đỏ lên này. Ui, chẳng anh bảo đi. Bít thế. Thế cứ về. Đây coi thờ ống quảng cáo, ống của mình nuôi. Ui thế chứ, ở đây ăn nói lắm biết à. Ở đó nó ánh cổ để chứ mà này. Chùa đây đấy. Dạ anh em tiến anh khử để làm vai trâu này nha các bạn. Chào hi. Ông về sẽ khử ra như thế này nha các bạn. Sẽ khử ra nhồng như thế này nhé. Sẽ làm món gì đây các bạn? Giờ mình sẽ đào diện món ống sao lá chanh nhé các bạn. Sẽ đào diện món nhồng buổi trưa.